Xin chào mọi người, ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người móc xong hàng móc thứ 5 của phần đuôi cáo. Và đến với video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người thực hiện những hàng móc tiếp theo của phần đuôi cáo này nha. Tiếp theo mình sẽ móc hàng móc thứ 6 của phần đuôi cáo. Trước tiên mình móc 3 mũi móc đơn. Sau đó móc một mũi móc tăng. Tiếp theo ở hàng móc này mình sẽ lặp lại công thức 3 đơn 1 tăng. Chân mũi cuối cùng của mình là một mũi móc tăng. Sau khi móc xong thì mình móc mũi kết hàng. Tiếp theo là hàng móc thứ 7. Lên hàng móc thứ 7 thì mình sẽ đổi màu len. Mình sẽ đổi sang lên màu xanh. Tiếp đó lên hàng thứ 7, trước tiên thì mình sẽ móc 2 mũi móc đơn. Sau đó móc 1 mũi móc tăng. Tiếp theo móc 4 mũi móc đơn. Đây thì mình có thể cắt phần len trắng đi. Sau khi móc 4 mũi móc đơn thì mình móc 1 mũi móc tăng. Và mình sẽ lặp lại hàng móc này với công thức là 4 đơn 1 tăng. Hai chân mũi cuối cùng của mình sẽ là 2 mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì mình móc mũi kết hàng. Tiếp theo hàng móc thứ 8. Trước tiên mình móc 5 mũi móc đơn. Sau đó móc 1 mũi móc tăng. Tiếp theo hàng móc này mình sẽ lặp lại công thức 5 đơn 1 tăng.
chân mũi cuối cùng của mình sẽ là một mũi móc tăng. Sau khi móc xong thì mình móc mũi kết hàm. Như vậy là mình đã móc xong hàng móc thứ 8 của phần đuôi cáo rồi nha.